Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bình Dương muốn về quê xô xát giữa dân và cảnh sát. Đoạn video tranh cãi chuyển đi trên mạng xã hội vào ngày 1 tháng 10 dường như cho thấy dân quân tự vệ của tỉnh Bình Dương đã vụt gậy tới tấp vào nhóm dân chúng đi xe máy đòi mở chốt về quê. Tờ báo Dân Việt vào ngày 2 tháng 10 xác nhận có vụ xô xát được thấy một phần trong video này. Tờ Dân Việt cho biết vào ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ vụ việc xô xát giữa người dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường Bình Hòa, khiến một người phụ nữ bị thương. Đây là hình ảnh đoạn video cho thấy một người đã bị cảnh sát đánh gãy tay chân, bất chấp tiếng kêu gào đừng đánh nữa của người phụ nữ khác. Tờ báo nói rằng, theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 1 tháng 10, rất nhiều người dân ở phường Bình Hòa đã tự ý đi xe máy mang ba lô về quê. Và khi họ đến chốt kiểm soát dịch tại khu phố Đông Ba, lực lượng trực chốt yêu cầu quay đầu xe vì tỉnh Bình Dương chưa cho phép người dân được tự túc về quê. Tuy nhiên, nhóm người dân đi xe máy đã đồng loạt bóp còi hò hét gây huyên náo cả khu vực. Một số thanh niên đã kích động nhóm người dùng đá ném vào lực lượng cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ tại chốt trực nên đã xảy ra xô xát. Vào ngày 2 tháng 10, có hơn 3.000 công nhân ở Đồng Nai tiếp tục vượt ngục cố thoát khỏi miền đất hứa để vào nơi chôn rau cắt rốn. Sau một hồi giằng co và căng thẳng với lực lượng giữ chốt vì thái độ dứt khoát của công nhân, chốt đã phải mở và lực lượng công vụ phải mở đường dẫn đoàn xe tiến về quê. Khi hàng rào dần kéo ra, tiếng reo hò vui mừng lẫn lộn với những giọt nước mắt đã rơi trên những khuôn mặt khắc khổ đầy lo âu và tuyệt vọng của những người dân này. Có lẽ như thế vẫn còn may mắn hơn so với một số địa phương khác. Chiều qua tại Thuận An, Bình Dương ở khu phố Đông Ba đã xảy ra một vụ trấn áp bằng bạo lực của lực lượng cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ đã thẳng tay dùng rùi cui lao vào đoàn biểu tình. Đoàn của công nhân đòi về, nhiều người công nhân đã bị thương, một cô gái bị rùi cui vụt gãy chân, phải vào viện giờ không biết ra sao. Đó là bản tin do nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đăng tải trên trang Facebook. Dính kèm video cho thấy cảnh sát đã dùng rùi cui đánh túi bụi vào người dân ở đây. Facebook Lê Thành Trung không đồng ý với cách viết của rất nhiều tờ báo đặt tựa đề rằng người dân tự ý bỏ về quê. Chính quyền đã quá lạm quyền khi ngăn chặn họ. Đó là quyền tự nhiên, quyền được sống, quyền được tự do đi lại, quyền được mưu cầu hạnh phúc, ông nói. 100% người dân về quê đợt này đều không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Họ thất nghiệp, nghèo, đói, hết tiền dự trữ. Tình cảnh hết sức bi đát, vậy nên đừng ai trách họ không có ý thức. Ý thức của con người là đi tìm kiếm sự an toàn, no đủ, vật chất quyết định ý thức, có phải không? Và người này đã bình luận như vậy. Có các địa phương ra chỉ thị ngừng tiếp nhận công nhân. Chỉ thị kiểu gì như vậy, quê hương, nhà cửa của họ, họ trở về. Nếu không có nơi tập trung cách ly, họ sẽ cách ly tại nhà. Chỉ thị như kiểu cha thiên hạ vậy, luật pháp đã bị xếp xó rồi hay sao? Đây là hình ảnh khu nhà trọ mà Thứ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Văn Hồi tận mắt chứng kiến cho thấy 5-6 người sống trong khu lao động nhập cư trong một căn phòng chỉ có 7m² ở Thủ Đức. Đài truyền hình VTV đã dùng cụm từ người dân tự ý về quê rất mất dạy. Tự ý là cách nói miệt thị, coi thường quyền tự do đi lại của công dân. Tự ý cái con khỉ, ông Lê Thành Trung đã bày tỏ phẫn nộ như vậy. Báo chí của Việt Nam cũng cho biết vào tối ngày 1 tháng 10, hàng trăm người dân đi xe máy chở theo đồ đạc đã tập trung trên quốc lộ số 13, đoạn qua địa bàn phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vì muốn về quê ở các tỉnh miền Tây. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành chốt chặn tại khu vực ngã tư đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13, Lê Hồng Phong và vận động khuyên nhủ người dân quay lại nơi tạm trú. Theo tờ báo Dân Việt, chủ yếu đây là những người có hộ khẩu tại các tỉnh miền Tây là lao động bị mắc kẹt tại tỉnh Bình Dương trong đợt dịch COVID-19. Sau nhiều tháng cố bám trụ và đã hết sạch tiền tiết kiệm, chúng tôi không còn thu nhập nữa. Số tiền nhà nước hỗ trợ cũng đã được xài hết. Biết là chính phủ không cho phép người dân tự ý về quê. Nhưng giờ khổ quá rồi, phải tìm mọi cách để về, chứ không thể bám trụ ở Bình Dương được nữa. Anh Thạch Ni, quê ở Trà Vinh, cho báo này biết như vậy. Còn trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Đào Tuấn đưa ra lý giải như sau. Vì sao họ bỏ mà đi như vậy? Hình ảnh chụp là khu hợp tôn của một dãy nhà trọ ở Thủ Đức.
Thứ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Văn Hồi kể trong đợt khảo sát vừa rồi, ông gặp trường hợp có gia đình 5-6 người sống trong một căn phòng chỉ có 7m². 5-6 người trên 7m² và không hiểu họ ăn ở sinh hoạt như thế nào mà khi đó thì thở thôi đã vất vả rồi. Nhưng đó chưa phải là sự tồi tệ nhất, ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói tiếp. Nhiều phòng trọ chỉ 10m² mà có tới 10 người chen nhau trông sống. Trước phong tỏa họ chia ca ngày đêm đi làm cũng đỡ, 4 tháng hơn 120 ngày lockdown, tất cả chui vào một chỗ 24/24, không gian kín mít ở những nhà trọ ổ chuột như vậy chính là lý do vì sao số F0 dựng đứng suốt mấy tháng rồi. Ông Việt Anh nói một câu kinh khủng rằng hàng ngày họ chứng kiến những F0 ở khu trọ đi rồi không thấy quay về nữa. Đây là hình ảnh người phụ nữ áo vàng là Huỳnh Thị Mỹ Vân quê ở Trà Vinh hôm qua đã quyết về quê bằng được. 4 tháng hai vợ chồng cô làm công nhân may không một xu thu nhập, không có nguồn trợ cấp ngoài chút lương thực được các mạnh thường quân cứu giúp. Tài sản là 3 tháng tiền trọ còn nợ và gia đình 4 người không còn nổi 1.000 đồng. 1.000 đồng làm sao trụ nổi, đợt trước chúng tôi đã ra về nhưng bị chặn, giờ cỡ nào cũng phải về, phòng trọ đã trả rồi mà cũng không còn gì để ăn cả. Lời của chị Vân chia sẻ trong đau khổ như thế. Hai bức ảnh đủ trả lời câu hỏi vì sao những đoàn người tháo chạy khỏi Sài Gòn, quỳ lạy, phá rào, ném đá, làm mọi cách để được về quê. Không biết khi ban hành một chính sách, những người đóng dấu và đưa chữ ký có bao giờ hình dung nổi thân phận mà họ, đó là đồng bào của họ, đã phải chịu đựng nỗi khổ như vậy hay không? Trên trang Facebook cá nhân có gần 40.000 người theo dõi, anh Trần Thái Hòa có bình luận như sau. Đêm hôm qua, hàng ngàn người lại tiếp tục đội mưa đi xuyên đêm từ Đồng Nai, Bình Dương về miền Tây, Tây Nguyên. Hình ảnh các chốt chặn đầy rẫy dây kẽm gai, phản cảm xuất hiện khắp mọi nơi, kèm theo súng ống vũ trang để kiểm soát nhân dân, làm ai cũng sợ. Người lao động sợ nhất không phải là sợ dịch bệnh mà sợ đã đói rồi, khi bị thổi xe lại không có tiền để nộp phạt. Với hàng chục quy định đưa ra áp dụng thì khi bị thổi xe kiểu gì cũng thục túi. Trong khi 4 tháng nay nhiều người đã sống trong đói khổ, công việc không có, chẳng có thu nhập, cũng chẳng còn gì để ăn. Với tình cảnh như vậy là người ai cũng phải suy nghĩ lại, liệu Sài Gòn có còn là vùng đất để lập nghiệp nữa hay không? Câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh cắt ra từ một video cho thấy hàng đoàn xe máy kéo dài chạy trong đêm mưa về miền Tây, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em còn rất nhỏ. Cảnh tượng nhiều người vẫy tay ra đi trong đêm ngậm ngùi ở đầu xóm, khi về lại chỉ còn là hũ tro. Ôi kinh khủng quá, ai đã vẽ lên kịch bản đầy chết chóc ảm đạm, đáng thương và rùng rợn này cho Sài Gòn. Nhiều người lao động trẻ sống còn khó hơn cả chết, họ đã lựa chọn về quê sống cùng với gia đình, trồng cây trái trong vườn, có cây gì ăn cây đó nhưng vẫn hạnh phúc sum vầy ở đó, không có hàng rào kẽm gai, không bị nộp phạt khi đi ra đường. Kinh tế của Việt Nam quý 3 đã giảm âm 6,17%, tất cả các hiệp hội đầu tư nước ngoài đều đồng thanh kêu gọi mở cửa cũng không nghe, kiểm soát sự đi lại của người dân bằng súng ống, bằng lập chốt kẽm gai y như thời chiến, bằng khóa nhà lại. Không cho dân đi ra đường mưu sinh thì quá dễ, làm cho dân no ấm cùng nhau vượt qua dịch bệnh mới là điều khó. Tầm người lãnh đạo hơn nhau ở chỗ đem lại niềm tin tương lai cho người lao động, chứ không phải vẽ lên một bức tranh rùng rợn, đầy chết chóc, kèm theo đủ thứ cấm đoán. Với thời đại công nghệ thông tin thì việc học theo các nước không phải là khó. Tại sao không học theo Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan chống dịch mà lại đi học Anh hai cướp biển như vậy? Đây là hình ảnh bộ tam quyền lực từ trái sang, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Rồi đây viễn cảnh vườn không nhà trống của các khu công nghiệp thiếu vắng lao động, lương công nhân tăng cao, doanh nghiệp đã chết gần hết rồi, nay lại đối diện với việc thiếu công nhân để vận hành. Sức đâu để tiếp tục tồn tại, chưa dám nghĩ đến việc cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Ai đang tiếp tục cấm đoán, ai đang vẽ lên bức tranh này, vì mục đích gì? Câu hỏi được đặt ra. Và bức xúc trước cảnh dân về quê mà bị chặn và phải cầu xin, nhà thơ Bùi Chí Vinh đã bày tỏ cảm xúc của mình qua bài thơ Có gì đâu mà phải chặn dân. Có gì đâu mà phải chặn dân, hết đường sống thì người ta mới chạy. Trước 1975 thì cha chú các người cũng vậy, đói nghèo, trốn lính, sợ tù một gông nên trốn chạy vô rừng. Có gì đâu mà phải chặn dân đã góp cho các người cạn máu.
dân biến thành ăn mày sống nhờ bố thí từng lon gạo, giờ gạo cũng bốc hơi nên phải chạy cố cuồng. Có gì đâu mà phải chặn dân, vì giấu tình và đừng gieo tiếng dữ, hãy để dân chạy về miền Tây nằm chết dưới mùi hương châu thổ, hãy để dân chạy về miền Trung được ngồi khóc với núi rừng. Có gì đâu mà phải chặn dân, Sài Gòn hồi xưa mới có tình xưa nghĩa cũ, Sài Gòn bây giờ thì mạnh ai nấy người dưng, làm gì có giang hồ máu mủ, chỉ có thể chế thành dân và hèn hạ trước giặc Tàu. Hãy để cho dân đi và quỳ xuống sám hối nỗi đau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2021 với bản tin Bình Dương muốn về quê, xô xát giữa dân và cảnh sát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.